Tin Tổng giáo phận Hà Nội Bế mạc tháng hoa 2018 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội Tháng 5, tháng hoa dân mẹ được giáo hội dành riêng để mừng kính và tạ ơn mẹ Maria Trùng với tháng hoa năm nay là dịp kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức 1858-2018 Tối 26 tháng 5 vừa qua, Cộng đoàn giáo sứ chính tòa Hà Nội đã có nghi thức dân hoa rất kiệu trọng thể để bế mạc tháng hoa dân mẹ. Chủ sự đoàn trước là đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, cùng với cha xứ, quý cha, quý chủng sinh, quý nam nữ tu sĩ, cùng các hội đoàn, anh chị em giáo hữu trong và ngoài giáo sứ tham dự. Tại quảng trường đã diễn ra nghi thức dân hoa kính mẹ và kết thúc tháng hoa năm 2018.